Hello, ba xin chào tất cả các bạn nha. Thì thời gian gần đây rất là nhiều bạn hỏi ba là tại sao khi mà cái up OTA lên phiên bản Android 12 á, đây thì nó sẽ xuất hiện cái ứng dụng này. Hoặc là các cái sản phẩm mới á, thì các bạn mua về á, từ Android 13 trở lên á, thì sẽ xuất hiện cái file C này các bạn. Đó, thì chúng ta không thể tắt được, không thể xóa được luôn, không thể gỡ cài đặt được. Và ngoài ra thì một số bạn sẽ gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng, đó là gì? Đó là các bạn khi mà ấn liên tục hai phím nguồn nè, nhấp đúp vào hai phím nguồn nè, nó thì này, nhấp đúp nó sẽ hiện lên cái này đây, các bạn xem ha. Đấy, khi nhấp đúp lên hai lần này nó sẽ hiện ra cái này này, cái phần mềm này đó, và không biết là xóa như thế nào các bạn. Nhấp đúp cho hai lần thì nó sẽ xuất hiện đó, và không biết xóa như thế nào, đây nó sẽ xuất hiện như này nè đó, và các bạn không biết xóa cái file C này thì như thế nào. Rồi thì để ẩn tính năng này cũng như là tắt nhấp đúp hai lần nó hiển thị ra cái ứng dụng này rất là đơn giản các bạn. Xin mời các bạn hãy bỏ ra 1 giây để mà đăng ký kênh cũng như ấn vào chuông thông báo để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay. OK, thì để tắt được cái file C này nè các bạn, rất là đơn giản thôi. Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ nhấn giữ ha, nhấn giữ vào ứng dụng này, chúng ta vào thông tin ứng dụng nè. Đó, chúng ta vào thông tin ứng dụng, sau đó các bạn sẽ trong đây nó có mở nè, buộc dừng và tắt ha, hoặc là các bạn nhấp vào phím ba chấm này, dấu ba chấm này, chúng ta sẽ gỡ cài đặt cập nhật đi trước nè các bạn. OK ha, khi gỡ cài đặt cập nhật xong á thì các bạn ra đây, ra màn hình chính nè, nó vẫn còn ứng dụng này nha. Chúng ta sẽ vào lại, là nó không cho cập nhật thôi, nhưng mà nó vẫn còn xuất hiện. Rồi thì để cho nó ẩn hoàn toàn thì chúng ta sẽ bấm chữ tắt nè các bạn, chúng ta bấm vào chữ tắt, rồi chúng ta tắt ứng dụng nè, rồi chúng ta nhập mật khẩu vô ha. Đó, để các bạn nhìn, đây nó sẽ mất tiêu, ứng dụng nó không còn nữa nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, nó sẽ không xuất hiện ở ngoài đây nữa. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta muốn khôi phục lại thì sao? Muốn khôi phục lại thì các bạn vào cài đặt nè, rồi sau đó các bạn vào cái phần là ứng dụng ha, vào ứng dụng. Rồi vào ứng dụng xong các bạn vào các cái ứng dụng đã tắt nè, đây các ứng dụng đã tắt nè, các bạn vào đây. Khi mà vào ứng dụng đã tắt này sẽ xuất hiện những cái ứng dụng mà chúng ta ứng dụng mà hệ thống á, mà chúng ta đã tắt trước đó, thì các bạn vào chữ file C nè các bạn. Đó, và chúng ta bật nó lại. Rồi khi mà bật xong á thì các bạn vào thoát bên ngoài thì cái ứng dụng này nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi bây giờ thì chính chức năng này á, các bạn nhấp hai lần á thì nó sẽ mở ha. Rồi thì để tắt được cái tính năng nhấp hai lần này thì sao, các bạn sẽ vào mở cái ứng dụng này lên, nó có hai cách tắt các bạn. Một là các bạn sẽ mở ứng dụng này lên, các bạn vào chữ tôi, sau đó các bạn vào cái bánh răng cưa hình cài đặt này các bạn. Rồi cái bên đây nó có thể có cái nhà nhấp đúp hai lần nè. Đó, khi mà chúng ta mặc định á, khi mà máy mà cài vào á thì chúng ta sẽ có cái nút này, nó sẽ bật lên đó, bật lên thì chúng ta nhấp đúp hai lần nè, đó nó sẽ hiện thị cái này ngay. Nhưng mà chúng ta tắt rồi, bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta tắt nè, đây chúng ta tắt nè, các bạn nhấp đúp hai lần đó ha, là 1 2 3, 1 2 1 2, đó các bạn thấy chưa, nó sẽ không có hiển thị lên. Thì cái ứng dụng FiC này các bạn, đó là một cái nền tảng về dịch vụ tài chính toàn diện ở nước ngoài các bạn. Rất là nhiều quốc gia đang sử dụng cái ứng dụng này, ví dụ như là hiện tại là nó đang có mặt ở các cái quốc gia ví dụ như là Thái Lan nè, hay là Malaysia, Philippines, Indonesia, kể cả Pakistan nữa, Campuchia nữa, và Việt Nam, vân vân, rất là nhiều nước các bạn. Thì các cái thương hiệu mà nó xuất hiện ứng dụng này đó là Xiaomi nè, hoặc là Apple. Thường á thì chúng ta up OTA á, là trên ColorOS 12 á thì trở lên á thì nó sẽ xuất hiện có cập nhật thêm cái ứng dụng này. Đối với các cái máy sản phẩm mới á, mà từ ColorOS 13 trở lên á thì nó sẽ mặc định nó có luôn, và chúng ta không thể xóa được nha các bạn. Rồi thì bây giờ thì chúng ta đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái cách tắt cái ứng dụng mà nhấp đúp hai lần nè để mà mở ứng dụng này, cũng như là ẩn ứng dụng này luôn nha các bạn, nếu mà các bạn cảm thấy phiền phức. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ Oppa, và hy vọng rằng những tình cảm này vẫn sẽ được giữ mãi trong thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.